Và trên màn này của chúng ta, xuất hiện ở góc đài đỏ, đang bước lên sàn đấu của chúng ta, là một cái tên đã xuất hiện tại VSP Pro với 11 năm tập luyện, huy chương vàng giải trẻ quốc gia 2020. Đã có một trận ra mắt tại VSP Pro 7 tháng 8 vừa qua. Tay đấm sinh năm 2004 với chiều cao 1m72. Ngày hôm nay, đại diện của MMA TABD Club, tay đấm sẽ xuất hiện ở góc đài đỏ, Trương Ngô Gia Huy. Và tay đấm sẽ thách đấu Trương Ngô Gia Huy, sinh năm 1999, với chiều cao 1m65, với 3 năm kinh nghiệm tập luyện và đã thi đấu các giải vô địch và giải cúp toàn quốc từ năm 2022. Và tay đấm sẽ đối đầu với Trương Ngô Gia Huy. Tay đấm Phạm Văn Thành, đại diện từ TT Boxing Club. Và trọng tài Nguyễn Quang Vinh sẽ là người điều khiển trận đấu này. Một trận thách đấu ở hạng 55,2, hạng Super Bantamweight. Trương Ngô Gia Huy. Ngô Trương Gia Huy ở góc đài đỏ và Phạm Văn Thành ở góc đài xanh. Tiếp tục là một trận đấu nghịch kèo khi Gia Huy ở thế thủ Orthodox và Văn Thành ở thế thủ Southpaw. Việc Văn Thành có vẻ sẵn sàng hơn so với cả Ngô Trương Gia Huy, đó là việc mà khi anh ta đã đấu tập cùng với nhà vô địch IBA của thế giới Trần Văn Thảo vào cách đây 2 tuần trước để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng chúng ta có thể thấy cả về thể hình thì Phạm Văn Thành vẫn là người có ưu thế hơn với hình thể về cơ bắp. Và chúng ta cũng vừa thấy là Phạm Văn Thành vừa có một số tình huống áp sát tốt về phía Trương Ngô Gia Huy. Có lẽ là đấu tập với một người có nhiều kinh nghiệm trong boxing như Trần Văn Thảo thì cũng đã khiến cho Phạm Văn Thành học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ đàn người đàn anh của mình. Một tình huống tung đòn tay sau tốt của Phạm Văn Thành và ngay lập tức Gia Huy có một tình huống móc trái phản đòn. Dựa trên những gì vừa diễn ra ở 1 phút 20 giây vừa qua, chúng ta có thể dự đoán được đây cũng là một trận đấu sẽ vô cùng gay cấn. Vừa rồi là một tình huống tay sau rất chính xác của Phạm Văn Thành. Có thể thấy lực đấm của Phạm Văn Thành là rất tốt. Vừa rồi combo tốt. Đấm chính xác của Ngô Trương Gia Huy. Một cú đấm tay trước, còn đấm móc số 3. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Ngô Trương Gia Huy là chủ nhân của chiếc huy chương vàng vô địch trẻ của thành toàn quốc vào năm 2022. Nhưng vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng Phạm Văn Thành liên tiếp có các tình huống body shot rất khó chịu. Tiếp tục là body shot và một cú tay sau tốt của Phạm Văn Thành. Đòn đánh rất nặng. Tôi tin rằng sẽ có knockdown. Rất khó để Gia Huy có kẽ hở để phản đòn. Gia Huy cần phải thoát ra khỏi góc
đài vì đó là những cái nơi mà có thể khiến cho bạn ngồi bị knock down bất kỳ lúc nào. 10 giây nữa. Có thể thấy hiệp 1 này hoàn toàn thuộc về Phạm Văn Thành. Chúng ta có thể thấy đây đã là sự kiện VSP Pro lần thứ 8 rồi. Và cũng có nhiều gương mặt mới xuất hiện cùng với những võ sĩ đã có một vài trận đấu tại VSP Pro. Theo anh Quang Đạo thì là một người đã xuất hiện ở VSP Pro, thì anh thấy các võ sĩ mới tại VSP Pro trong những sự kiện gần đây có màn thể hiện như thế nào? Những võ sĩ mới mà có màn thể hiện gần đây thì thật ra là họ đều là những võ sĩ đều rất tiềm năng, có triển vọng và có thể tiến xa hơn trong tương lai nếu tiếp tục duy trì và theo đuổi boxing chuyên nghiệp. Vậy thì là một người theo dõi thì anh thấy có điểm gì mà họ cần lưu ý không? Thật ra thì cái điều mà họ cần lưu ý theo tôi thì tôi thấy là chỉ cần thể hiện một chút hình ảnh cá nhân của mình trước trận đấu thì sẽ khiến cho khán giả nhớ đến họ nhiều hơn. Vì hiện tại thì cái nền boxing của Việt Nam mình hiện tại đang bị lu mờ so với cả những cái môn võ khác, ví dụ như là MMA hoặc là kickboxing hoặc boxing hoặc là Muay Thái. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến của trận đấu này, trận đấu hạng 55kg, một trận thách đấu giữa Phạm Văn Thành và Trương Ngô Gia Huy. Phạm Văn Thành nhập cuộc với boxing nhà nghề rất nhanh. Tôi tin chắc rằng những buổi tập của Phạm Văn Thành cũng chủ yếu để tập trung cho các trận đấu chuyên nghiệp. Chúng ta có thể thấy rằng các đòn đánh của anh phục vụ cho những một yếu tố sát thương. Những tiêu chí chấm điểm của boxing chuyên nghiệp là sát thương rất nặng. Chúng ta có thể thấy là gương mặt của Gia Huy tỏ rõ sự căng thẳng mỗi khi mà Phạm Văn Thành áp sát và vào đòn. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải theo dõi Ngô Trương Gia Huy, vì Ngô Trương Gia Huy thật ra là một người võ sĩ rất bản lĩnh. Khi lần trước đã có một kết quả hòa đối với một võ sĩ gạo cội của làng boxing Việt Nam, đó chính là võ sĩ Lương Nguyễn Công Khải. Rõ ràng vừa rồi thì trận đấu của Gia Huy vừa rồi thật ra là không phải là một trận đấu tồi, chỉ cần thiếu một chút may mắn thôi. Nhưng bây giờ thì thực sự là Gia Huy đang gặp tương đối nhiều khó khăn. Vâng, theo tôi nhận định là như vậy. Lúc này chính xác hơn là trong cả hiệp 1 và hiện tại là đã qua 2/3 thời gian của hiệp 2 thì Phạm Văn Thành vẫn đang là người chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực giữa đài. Và Phạm Văn Thành vẫn chưa cho thấy dấu hiệu là thể lực bị xuống sức. Không còn dễ dàng để ép Trương Ngô Gia Huy vào sát góc đài. Tuy nhiên lúc này thì Phạm Văn Thành vẫn hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trong hiệp 2 này thì Phạm Văn Thành chủ yếu tập trung vào những cú tấn công vào vùng đầu. Đây cũng là điểm tôi đang thấy hơi khó hiểu một chút. Thì rõ ràng những tình huống body shot của anh đã tỏ ra hiệu quả rất rõ ràng ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Có lẽ là Phạm Văn Thành đang chờ một thời điểm thích hợp để tung ra một cú body shot quyết định. Khi mà Ngô Trương Gia Huy thật ra là đang phòng thủ rất tốt. Và một trận và hiệp thi đấu vừa rồi thì tôi nghĩ là phần lợi thế vẫn luôn nghiêng về Phạm Văn Thành. Đối với các võ sĩ tại VSP Pro thì các trận đấu sẽ chỉ diễn ra trong vòng 4 hiệp.
Nhưng như chúng ta có thể thấy rằng đây chính là cơ hội để họ làm quen với các trận đấu lớn hơn. Ví dụ như những trận đấu 6 hiệp và hoặc là những trận đấu xa hơn là kể cả những trận đấu 8 hiệp. Và đặc biệt theo tôi được biết thì sắp tới có một tay đấm của Việt Nam cũng sẽ có một trận đấu, nếu tôi nhớ không nhầm, sẽ kéo dài trong vòng 6 hiệp, đó là Phan Minh Quân. Vào tháng 10 tới thì anh cũng sẽ có một trận đấu chuyên nghiệp tiếp theo. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu giữa Ngô Trương Gia Huy và Phạm Văn Thành. Vừa rồi là một cú móc tay trước rất chính xác của Phạm Văn Thành. Đòn đấm của Phạm Văn Thành rất nặng. Bây giờ là những cú body shot. Thực sự đó là một cú móc khá nguy hiểm. Rất may là Gia Huy đã kịp thời lùi và né tránh. Một cú móc rất tốt của Văn Thành, một cú móc bằng tay sau. Chúng ta có thể nhìn thấy cơ bắp của Phạm Văn Thành. Một bộ xô và vai rất to và trông thôi đã thấy uy lực rồi. Thực sự áp lực mà Văn Thành đang tạo ra tôi tin rằng không hề dễ chịu đối với Gia Huy. Liên tiếp đứng trước mặt đối phương và đổi đòn. Là một sức ép rất lớn đến từ Phạm Văn Thành. Gần như là không cho Gia Huy một giây nào. Và một giây nào để thở cả. Chính xác là những võ sĩ như vậy, những võ sĩ mang thiên hướng của đối đánh Mexico. Đó chính là bò tay, bò tay đi thủ và tạo áp lực liên tục. Không cho đối phương, đặc biệt là không cho đối phương khoảng cách, chính xác hơn là khoảng cách để nghỉ ngơi. Vừa rồi là một cú đấm chính xác và rất nặng của Phạm Văn Thành. Hai mươi giây cho tới thời điểm kết thúc hiệp ba. Việc chuẩn bị thể hình cũng như là tâm lý có phần vượt trội hơn Ngô Trương Gia Huy thì tôi nghĩ là Phạm Văn Thành sẽ có một chiến thắng đầu tiên trong sàn đấu chuyên nghiệp của mình ngày hôm nay. Có lẽ là hơi quá sớm nhưng tôi nghĩ là như vậy. Phạm Văn Thành vẫn đang tỏ ra rất tự tin. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống móc phải chính xác của Văn Thành. Quả là một ngày ác mộng đối với cả Ngô Trương Gia Huy khi phải gặp một võ sĩ có thể hình và cũng như là tâm lý vượt trội hơn hẳn. Vừa rồi lại là một cú móc phải ở tầm thấp. Đấu cuối cùng, trận đấu hạng cân 55kg giữa Phạm Văn Thành ở góc đài xanh và Ngô Trương Gia Huy ở góc đài đỏ. Tôi đang thắc mắc rằng liệu Phạm Văn Thành có nhắm đến một tình huống knockdown hay không? Chính xác hơn là knockout. Tôi đang mong chờ những tình huống body shot từ Phạm Văn Thành. Thực sự là góc độ và cự ly đều
khá hoàn hảo cho những cú body shot. Đang là những tình huống nhử đòn. Những tình huống tung móc rất nặng. Vừa rồi thêm một cú đấm số 5, một cú uppercut từ phía Phạm Văn Thành. Cú tay sáu tốt của Văn Thành. Gia Huy đã có dấu hiệu xuống sức. Rõ ràng từ đầu hiệp 4 tới giờ thì Gia Huy chưa có một tình huống tấn công nào thực sự đáng chú ý cả. Thật sự là rất khó để xoay chuyển được tình huống, tình thế của trận đấu vì thể hình cũng như là kỹ chiến thuật hoàn toàn vượt trội của Phạm Văn Thành so với cả Ngô Trương Gia Huy. Và một điều nữa đó là Phạm Văn Thành không hề có dấu hiệu lơ là một giây nào. Anh luôn tỉnh táo và đi vào, tiến vào để đối mặt với Gia Huy. Và nếu trận đấu này không có tình huống knock out thì đó là một, thật sự nó là chính là một trận đấu may mắn của Gia Huy. Và đó là những tình huống body shot rất khó khăn đối với Ngô Trương Gia Huy. Việc chênh lệch về thể trạng cũng là một thứ mà các võ sĩ cần phải lưu ý đến. Hiệp đầu thứ tư của chúng ta vừa kết thúc. Tôi nghĩ là chiến thắng sẽ thuộc về Phạm Văn Thành, chắc chắn là như vậy. Điều tôi quan tâm bây giờ đơn giản là điểm số mà thôi. Tôi nghĩ nó sẽ là điểm số thắng đồng thuận nghiêng về Phạm Văn Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận đấu thứ 7, tức là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay giữa Đỗ Văn Thiện Ngân và Đoàn Hoài Nhớ. Một gương mặt rất quen thuộc của boxing thành tích cao. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần chờ đợi điểm số ở trận đấu này. Bốn điểm 10 hoàn hảo dành cho Phạm Văn Thành trong trận đấu ra mắt sàn VSP Pro. Tiếp tục là một màn thể hiện ấn tượng nữa của Phạm Văn Thành. Sự rất xứng đáng cho Phạm Văn Thành trong quá trình, vì những quá trình chuẩn bị và cũng như là trận đấu, thể hiện trận đấu của lần này.